Thưa quý khán giả, công nghệ hiện đại áp dụng cho các phương pháp làm đẹp hiện nay ngày càng hướng đến việc an toàn, giúp người phụ nữ cải thiện vóc dáng, làn da một cách thẩm mỹ hơn. Nhiều giải pháp quốc tế đã được cập nhật tại Việt Nam và về đến vùng đồng bằng sông Cửu Long để chị em phụ nữ có thể tiện lợi hơn khi lựa chọn. Đây là phương pháp chăm sóc da điện di vitamin C, cung cấp lượng vitamin và collagen dồi dào mà theo thời gian làn da bị thiếu hụt, và là một trong những dịch vụ chăm sóc da được các khách hàng lựa chọn hàng đầu tại đây. Công nghệ dẫn vitamin C đã được ion hóa với nồng độ phù hợp đi sâu vào lớp đáy thượng bì bằng sóng siêu âm. Với các mẹ bầu có nhu cầu do nội tiết thay đổi ảnh hưởng làn da, sẽ có các bước thực hiện để đảm bảo an toàn. Phương pháp này vẫn được thực hiện cho mẹ bầu bằng cách mình sẽ thay thế bằng cái bước đi tinh chất collagen để cung cấp được cái dưỡng chất lên da của mẹ bầu. Trong quá trình mang thai thì cái nội tiết tố của mình bị thay đổi, thì mình cung cấp được lượng collagen này làm da cho mẹ bầu mình nó sẽ tự tin hơn và nó làm sáng trắng sáng da hơn. Cảm thấy là da mình nó săn chắc hơn và nó có cái độ đàn hồi. Mình rất là tự tin cũng như là rất là hài lòng ở cái dịch vụ. Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Lafarette Phương Châu là sự phối hợp giữa Bệnh viện Quốc tế Phương Châu và Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Lafarette tại Hàn Quốc, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ làm đẹp chuẩn quốc tế. Như đây là công nghệ RF giúp săn chắc trẻ hóa da vùng bụng. Đối với mình thì mình thấy cái việc chăm sóc cơ thể rất là quan trọng, và đặc biệt là vùng bụng, bởi vì là phụ nữ thì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn. Lafarette Phương Châu thì không những chăm sóc sắc đẹp cho người phụ nữ mà còn luôn quan tâm chăm sóc đến những người phụ nữ trong lúc mang thai và sau sinh. Quy trình chăm sóc da an toàn và sử dụng nguồn dược mỹ phẩm chất lượng cao và được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Quá trình phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ Hàn Quốc. Khu hậu phẫu, phòng nội trú cũng mang nhiều tiện ích giúp khách hàng cảm thấy thoải mái nhất trong thời gian hồi phục. Đã có thêm một lựa chọn và thêm nhiều công nghệ để phái đẹp nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cải thiện vóc dáng làn da. Những thông tin về giải pháp cải thiện sắc vóc cho phái đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc Sức Sống Đồng Bằng kỳ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại!